Gặp khách sợp trả hẳn 200.000 cho cuốc xe chỉ từ 4 đến 5 km, shipper gặp trải nghiệm nhớ đời. Mới đây, một tài xế xe ôm công nghệ trong lúc đang nhận chuyến vận chuyển hàng gấp cho khách thì bất ngờ có một thanh niên lạ mặt từ trong ngõ chạy ra vẫy tay gọi lại. Cứ ngỡ rằng người thanh niên đang có việc khẩn cấp cần giúp đỡ, anh tài xế đã ghé lại để hỏi thăm. Tuy nhiên, ngay khi vừa tấp vào trong thì người thanh niên leo hẳn lên xe và nhờ tài xế chở đi lấy giấy tờ, sau đó vòng lại một bệnh viện Bạch Mai gần đó, có vợ đang làm cấp cứu. Bên cạnh đó, người thanh niên còn hứa sẽ đáp lễ hậu hĩnh 200.000 đồng cho anh tài xế. Nghe số tiền hơi lớn cho một quãng đường hơi ngắn, tài xế cũng dao động trong lòng và gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, đến đây kiếp nạn mới chính thức bắt đầu. Trên đường đi, người thanh niên cứ liên tục dao đảo qua lại, làm cho anh tài xế vài lần suýt bị mất lái. Không những thế, người thanh niên còn không ngừng nghiến răng nghiến lợi như thói quen, hoặc đang trong tình trạng không ổn định về mặt tinh thần. Sau vài câu hỏi thăm, tài xế bỗng cảm thấy người thanh niên có điều gì đó bất ổn, nên đã lấy lý do đang ship hàng gấp để mời thanh niên xuống xe. Đến lúc này, thanh niên lộ diện nói rằng bản thân không có tiền và xin thêm 20.000 để ăn cơm, đồng thời yêu cầu tài xế rẽ vào con đường tối vắng vẻ để cho mình xuống. Tương kế tự kế, anh tài xế vẫn nghe theo yêu cầu của thanh niên. Nhưng khi người này vừa bước xuống xe thì anh tài xế vội vàng phóng xe chạy mất. Anh tài xế còn chia sẻ thêm rằng bản thân may mắn nên đã thoát nạn trong gang tấc. Nếu khi đó mà nghe theo lời người thanh niên hoặc u mê trước số tiền 200.000 thì bây giờ có lẽ anh chỉ có thể ngồi ngắm gà mà chẳng được ăn. Đây cũng là lời cảnh báo đến cánh tài xế xe ôm công nghệ, cần phải luôn giữ cho mình sự tỉnh táo, một cái đầu lạnh để phán đoán được những thủ đoạn dẫn dắt tinh vi của những người anh em không thiện lành, đặc biệt từ chối hoặc hạn chế tối đa việc giao hàng, chở khách đến những địa điểm tối tăm vắng vẻ, vì không phải lúc nào thần may mắn cũng sẽ mỉm cười với chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.